đi thẳng bằng mấy cái chút thẳng bằng cuối bằng câu gì đó. Ừ. Thẳng bằng con cá chắc. Quỳ, con xích qua đây coi. Ra xích qua. Đi ngoài chắc rồi. Đeo lên xuống. Xuống lên luôn. Đã hiểu rồi. Hai bên đi luôn. Ở chùa gì dưới kìa nội. Rồi. Có chùa. Quen cái thấy không khí trong lành cái nó mát mẻ. Mát quá hả? Mấy nó đi sớm lên nè mát. Chưa nắng. Còn còn sương mù. Rồi đã lên tới đỉnh núi Bà. Núi Bà đi. Bà về. Tây Ninh. Núi Bà về. Cái gì con hiểu rồi.